Sau khi trở về từ trận đấu cuối cùng gặp tuyển nữ Hà Lan, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được lãnh đạo VFF đón ngay tại khách sạn đóng quân. Trước sự nỗ lực thi đấu của các cầu thủ nữ, Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã quyết định tặng thưởng 500 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng nóng từ VFF cho tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu vòng bảng lên thành 1,8 tỷ đồng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định lại lần nữa, không phải chỉ thắng thì các cầu thủ mới được tặng thưởng, quan trọng nhất là sự nỗ lực của từng người và cả tập thể đội bóng đã được đông đảo người hâm mộ đón nhận. Ông Tuấn cũng cho biết, VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ nữ có thể yên tâm thi đấu và cống hiến cho bóng đá nước nhà. Thay mặt toàn đội, huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn tình cảm và những lời động viên từ lãnh đạo VFF. Cảm ơn thường trực VFF đã luôn tạo điều kiện, cũng như kịp thời động viên và trân trọng những nỗ lực của toàn đội. Tại World Cup nữ 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm chung bảng với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đội bóng của chúng ta xuất quân gặp đội tuyển nữ Mỹ và nhận thất bại 0-3. Ở trận đấu thứ hai, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-2 trước Bồ Đào Nha và tới trận cuối, Huỳnh Như cùng các đồng đội chịu thua 0-7 trước tuyển nữ Hà Lan. Đây đều là các thất bại đã được lường trước, bởi ngay ở lần đầu tiên bước ra sân chơi bóng đá đỉnh cao, chúng ta đã phải chạm trán toàn những đối thủ rất mạnh. Như bóng đá Việt Nam đã đưa tin, sau Huỳnh Như, một loạt cầu thủ nữ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ nước ngoài nhờ màn trình diễn tại World Cup nữ 2023. Theo nguồn tin từ Asian Football, có khoảng 3 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng châu Âu. Thanh Nhã sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Đức ở trận giao hữu ngay trước thềm vòng chung kết World Cup nữ cũng được tới 3 câu lạc bộ nước ngoài để ý. Tiếp theo là Thùy Trang xác nhận được câu lạc bộ Lăng FC mời sang Bồ Đào Nha thi đấu để sát cánh cùng người bạn thân Huỳnh Như. Mới nhất, tới lượt tiền đạo Phạm Hải Yến cũng được một số câu lạc bộ Pháp và Đức để ý. Không có nhiều thông tin liên quan được tiết lộ, nhưng nhìn chung, đây đều là những tín hiệu rất đáng mừng cho bóng đá nữ Việt Nam. Bản thân các cầu thủ nữ sẽ có cơ hội hưởng lương cao hơn, đồng thời tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ môi trường thi đấu nước ngoài, trở về đóng góp cho bóng đá nước nhà. Khả năng ra nước ngoài thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam sau World Cup 2023 sẽ còn là câu chuyện của tương lai. Trước mắt, Hải Yến và các đồng đội sẽ tập trung nghỉ ngơi, phục hồi thể lực để hướng tới các mục tiêu tiếp theo trong năm nay. Theo kế hoạch, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ về nước vào ngày mai và trở lại tập trung vào ngày 10 tháng 8 để hướng tới ASEAN Hàng Châu và vòng loại thứ hai Olympic Paris. Viettel đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Tobelem Bình Định để leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, Bình Định lại không muốn như thế. Ngay trong những phút đầu, Viettel đã vùng lên tấn công mạnh mẽ. Sức ép liên tục đã giúp họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Đức Chiến sút xa nguy hiểm ngay phút thứ 2, rồi Chaha có pha bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 17. Về phía Bình Định, việc thiếu vắng Rafaelson đã ảnh hưởng rất nhiều tới khâu tổ chức tấn công của họ. Do đó, đội bóng đất võ gần như không lên nổi bóng trong hầu hết phần lớn thời gian của hiệp 1. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Viettel tiếp tục là đội áp đảo hoàn toàn so với Bình Định. Nếu may mắn hơn, Nhâm Mạnh Dũng đã có thể giúp Viettel mở tỷ số ở phút 35 sau pha đánh đầu chệch khung thành. Phút 42, Jefferson vượt qua cả Văn Lâm để dứt điểm. Nhưng may cho Bình Định là Almeida đã kịp lao về để phá bóng trên vạch vôi. Bước sang hiệp 2, Rafaelson vào sân giúp Bình Định kiểm soát bóng nhiều hơn, cũng như tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Trong khi đó, ở mặt trận phòng ngự, thủ môn Văn Lâm có một ngày thi đấu xuất sắc khi có nhiều pha cứu thua cho Bình Định. Trong những phút cuối cùng, Viettel đã rất cố gắng để tìm kiếm bàn mở tỷ số, nhưng hàng phòng ngự của Bình Định vẫn chưa quá xuất sắc. Do đó, đội bóng áo lính đành chấp nhận kết quả hòa không đều. Với kết quả này, Viettel đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng từ tay của Hà Nội FC. Trong khi đó, Bình Định tạm chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Dù đã hết hy vọng đua vô địch, nhưng Bình Định đã có màn trình diễn kiên cường, khiến Viettel gặp nhiều khó khăn. Và Văn Lâm chính là điểm sáng với nhiều pha cản phá thành công, giúp đội nhà bảo toàn màn lưới. Dù trời mưa bóng ướt, Văn Lâm vẫn chơi bóng đầy tự tin bằng chân và liên tục có những pha ra vào hợp lý. Đáng chú ý, đây là trận đấu có sự hiện diện của huấn luyện viên trưởng Việt Nam Philippe Chusier trên khán đài. Khi được hỏi liệu đây có phải lý do giúp anh chơi xuất thần trong trận này không, thủ môn Việt Kiều đã đáp lại. Bất kể là Lâm hay cầu thủ nào cũng vậy,
đã ra sân sẽ duy trì sự tập trung và cố gắng có phong độ tốt, nên thực sự không quan tâm những gì diễn ra xung quanh hay ai theo dõi mình thi đấu. Vì thế, Lâm nghĩ tất cả các cầu thủ sẽ cố gắng làm sao để có được phong độ tốt nhất. Đánh giá về màn trình diễn của hai đội, Văn Lâm cho biết: mọi người cũng biết là ngay từ những phút đầu tiên, Viettel đã gây áp lực lớn với Tobelem Bình Định. Bình Định ở đầu trận cũng không có sự phục vụ của những cầu thủ ngoại như Rafael Sun hay Jeremy Lin. Chấn thương cũng ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Ở những phút cuối trận, Văn Lâm đã nhận về một thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài. Thủ thành Việt Kiều phản đối quyết định không rút thẻ với cầu thủ Viettel sau khi đã phạm lỗi với Rafael Sun. Đây cũng là lần hiếm hoi mà thủ môn này phải nhận thẻ vàng trong thời gian thi đấu tại V-League. Hôm nay, câu lạc bộ Nam Định sẽ tiếp đón Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường. Đây là trận đấu có tính chất rất quan trọng với cả hai trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Dù vậy, đội bóng Thành Nam sẽ không có được lực lượng mạnh nhất trước màn quyết chiến này. Cụ thể, Khách Ngọc chưa thể trở lại sau chấn thương gối, Henrio, Đức Huy hay Văn Khánh cũng chưa khỏi ốm. Ở trận trước gặp Hà Nội, Nam Định cũng không có sự phục vụ của Henrio do bị phù nề dây chằng mắt cá chân. Đây chắc chắn sẽ là những tổn thất rất lớn của đội chủ sân Thiên Trường trong tham vọng đua ngôi đầu với Công an Hà Nội. Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội cũng sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu ở trận này. Hậu vệ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng và bị treo giờ ở vòng 4. Hiện tại, Nam Định đang nằm ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm, kém Công an Hà Nội 5 điểm. Ở 5 trận gần nhất, đội bóng ngành công an chỉ giành được 1 chiến thắng. Ở trận đấu mới đây, trên sân nhà, họ còn để cho Hải Phòng đả bại với tỷ số 0-2. Nhìn chung, cả Công an Hà Nội và Nam Định đều không có được phong độ tốt nhất trước khi chạm trán nhau trên sân Thiên Trường.